Xin được mở đầu chương trình bằng phần điểm tin từ sáng đến tối. Quý vị và các bạn thân mến, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội thời gian gần đây xuất hiện thêm những hàng cây mới. Bên cạnh những hàng cây phượng được cho là sẽ nở hoa quanh năm, thành phố có thêm cây xanh là một tin vui. Nhưng điều khiến cho nhiều người băn khoăn là vị trí những cây mới được trồng. Cuộc tranh cãi về việc trồng phượng trên các dải phân cách vừa lắng xuống thì một cuộc tranh cãi mới lại nổi lên khi mà Hà Nội cho trồng cây dưới gầm đường sắt trên cao và dưới đường dây điện. Theo tìm hiểu, đây là giống bàng Đài Loan. Ngoài việc trồng ở hai bên đường như thông thường, Hà Nội còn cho trồng loại cây này dưới gầm đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, đoạn Yên Lãng Hoàng Cầu, quận Đống Đa, dưới gầm cầu Trương Dương và cả dưới đường điện Cao Thế trên đường Trần Quang Khải. Theo Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, việc trồng cây ở những vị trí như thế này là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đã được Sở Xây dựng phê duyệt nhằm tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Công ty sẽ đảm bảo việc chăm sóc, cắt tỉa, hạn chế chiều cao của cây để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo an toàn. Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cũng cho biết trên thế giới hiện có nhiều quốc gia đã tiến hành việc trồng cây dưới gầm cầu và gầm đường sắt đô thị như Nhật Bản, Singapore. Đây có thể là cách làm hay và Việt Nam có thể học hỏi. Tuy nhiên, việc trồng cây dưới đường dây điện cao thế thì có lẽ là chưa có quốc gia nào. Vâng, theo tìm hiểu của cá nhân tôi thì bàng Đài Loan là loại cây công trình, tức là loại cây thích hợp trồng tại các công trình nhằm tạo cảnh quan xanh. Và trong vài năm trở lại đây thì loại cây này khá là được ưa chuộng tại nước ta vì đặc tính là cây khỏe mạnh này, không bệnh tật và ít sâu. Và cây trưởng thành thì có chiều cao từ 20 cho tới 30 mét. Với độ cao này thì nếu cây được trồng tại vị trí gầm cầu vượt hay là gầm đường sắt trên cao thì sẽ việc cắt tỉa sẽ phải tiến hành rất thường xuyên, nếu không thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới an toàn chạy tàu hoặc là cản trở tầm nhìn ở trên cầu vượt. Và điều khiến cho người dân Hà Nội lo ngại nhất là việc là trồng những cây này ở dưới đường điện cao thế. Việc cắt tỉa hàng cây chắc chắn thì cũng sẽ gây nguy hiểm hơn bình thường. Và đó là chưa kể vào mùa mưa bão thì những nguy cơ khác cũng không thể lường hết trước được. Vâng, tôi thì nhìn sự việc theo một cách tích cực hơn một chút là thủ đô ta thì vốn đã quá thiếu thốn không gian xanh. Nay có thêm cây thì cũng nên mừng, nhất là khi mà phía công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội thì đã đảm bảo rằng họ sẽ chăm sóc, sẽ cắt tỉa, hạn chế chiều cao của cây để đảm bảo an toàn. Và đặc biệt là thành phố sẽ tạo thêm được nhiều công ăn việc làm mới cho rất nhiều người từ việc cắt tỉa cây này. Bởi chỉ riêng việc cắt cỏ thôi, mỗi năm thành phố đã chi đến 700 tỷ đồng rồi. Nhưng cũng mong là thành phố không ngẫu hứng dừng việc cắt tỉa giống như là cắt tỉa cỏ có thời gian qua, sau khi có ý kiến phàn nàn vì chi phí cắt cỏ quá cao, khiến cho cỏ bây giờ mọc tùm gây mất an toàn giao thông. Và nếu không thì nội đô sẽ biến ngay thành một khu rừng mất.